Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 19 tháng 5 2023 nha anh em. 19 tháng 5 nghe quen quá. Ngày sinh nhật Bác Hồ ha, sinh nhật Bác Hồ 19 tháng 5 2023. Thì mình lên một số đơn cũng như là đi gửi hàng cho anh em. Trước mặt mọi người là những cái đèn như là Lu Carbon nè, 2.0, 3.0, 4.0 rồi mấy cái UFO đồ đó ha. Mình đang phơi tại vì mình thấy mấy cái đèn này điện ở trong đó nó có sẵn, nhà máy cung cấp sẵn hết á, cho nên chúng ta phơi như thế này nè mọi người. Phơi chừng tiếng đồng hồ thôi là khi mà gửi hàng cho mọi người là mọi người test được rồi ha, đâu cần phơi nhiều, phơi chừng tiếng là nó được khoảng 10% 20% pin gì đó là anh em nhận hàng là anh em test ok đó. Thì ngày nào mình cũng phơi rồi nè anh em, phơi mới dù như phơi mấy cái này cái tối nay gói gói xong ngày mai phơi cái khác rồi gói đó. Chứ lúc này mấy cái công ty đèn này nó có cái xu hướng là nó không có bơm pin mọi người, không bơm pin, cho nên anh em nào mà lỡ nhận trúng cái đèn mà mình chưa phơi á, mà bắt lên cái đèn nó không cháy thì cứ an tâm cứ nhận hàng đi đó. Sau này lỡ như mà anh em phơi rồi mà nó không cháy là mình đền cho anh em 10 cái nữa đó. Hôm bữa mình có hứa với chú kia vậy mà chú kia không chịu nghe mình, chú Hoàng lại làm vận chuyển tới lui, nó mất thời gian với lại mất tiền gửi lắm đó. Cái đèn là ở ở chỗ mình đã test hàng đồ đầy đủ hết rồi, lỡ như tới chỗ anh em nó không cháy, lý do là sao không, ở trong cái thùng mà nó bị cấn cái remote á, làm cho cái đèn của chúng ta nó bị cháy ở trong cái thùng, nó làm cho hết điện chứ không có cái đèn hư đây nha. Mình đã thử rồi hết ráo rồi ha, mình xài 5-3 tháng thì nó hư không biết sao, chứ còn mà khi mà nhận hàng thì đèn nó không hư đâu, tại mình mới thử ở nhà mình gửi cho anh em mà, cho nên vấn đề đó mọi người an tâm đi. Lỡ như mốt mà anh em phơi ngày 2 ngày mà anh em bắt nó vẫn không cháy nữa, mình gửi cái khác mình đền không có gì hết trơn đấy, mọi người đừng có lo phần đó ha. Nhiều bạn cứ bấm mà thấy không, nó không cháy là thấy quýnh lên gọi điện liên tục mình không bắt máy được, cũng gọi ta nói gọi muốn cháy máy mười mấy cuộc gọi nhỡ luôn, không có gì đâu mà mọi người đừng có lo lắng ha. Chúng ta lỡ như nó không cháy thì chúng ta cứ đem từ từ kết nối tấm pin đem ở đó phơi lát nữa nó cháy thôi. Đèn năng lượng nó không phải dễ hư đến độ mà đến đổi mà dễ dữ vậy cho mọi người. Thôi bây giờ trở lại với những cái đơn hàng ngày hôm nay ha. Thì đây này trước mặt anh em là thấy là pin nè, pin nhiều á, pin là 200W không à. Như này là 2 tấm 200W nè, 1 tấm 200W nè, 1 tấm 200W, 1 tấm, 1 tấm ha. Rồi đây 1 tấm nè, 1 tấm là có 1 cục này 2 tấm. Đó lúc này ấy, mọi người ít mua 2 tấm quá, mua 1 tấm không. Mà mấy tấm cũng gói hết nha. Đó, 1 tấm thì không có lãi nhiều nhưng mà vẫn gói luôn ha. Cỡ anh em mua như thế nào cũng gói. Còn này pin Mỹ nè, 2 tấm pin Mỹ, 4 tấm pin Mỹ nè. 6, 8 tấm pin Mỹ nè. Đâu nữa ta? Nè, ba cục đó. Ở đây nè. Đây nữa là 10 tấm pin Mỹ nè. Đúng ra bữa nay mình gói 14 tấm pin Mỹ mà còn 4 tấm nữa gói hết kịp anh em. Rồi tối nay gói tiếp ha. Cục này coi sao nè, cục này giỏi chú Duyên ở Hà Nội nè. Đi tới Hà Nội luôn á mà gói cái này cái giấy này hơi mỏng nè. Này lát phải phục chế lại ha. Tối quên đi á, cục này gửi tới Hà Nội lận. Đó quấn phải kỹ hơn nữa mới được. Thì cái này là mặt trên thôi chứ mặt dưới là mình đã quấn giấy rất là ok luôn. Mặt trên thì nó có thể lòi ra miếng nhôm. Khung nhôm này thì nó cứng không sao ha. Bên đây như gói quấn bên đây thì nó hợp lý hơn. Đấy, này rút kinh nghiệm. Thì anh em thấy là quá trình gói nè. Mốt 3 phân nè, thấy không? Pin rồi bên đây có mốt 3 phân lọt lòng đây nè. Nó rất là êm ái mềm dịu luôn. Mọi người thấy mốt 3 phân nó dày ghê chưa? Và nó lỡ ngã một cái là nó cũng mềm dịu lắm, chứ không có gì chứ. Ngã là không thành vấn đề. Trừ khi có ông nào 100 kg leo lên đứng thôi, chứ còn mà ngã ngang thì không có vấn đề gì hết. Hoặc là một cái gì đó đè lên nó cũng không có vấn đề gì, tại mốt 3 phân nó dày lắm mọi người. Mà nó mềm dữ lắm ha, nó êm lắm. Đấy thì thôi bây giờ trở lại với những cái đơn hàng bữa nay mình bán rất là nhiều cái cục nhỏ nhỏ nè. Đấy cục này anh em thấy. Đấy không mấy cục nhỏ 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 nè. Đó. Thì trước khi mình nói mấy cái đơn đó thì mình cũng nói cái này nè. Hôm qua nay mình có hai khách gọi hỏi thăm xong rồi không mua hàng. Về cái tấm pin này nè mọi người. Đây là tấm pin của ốp trần 400 nha. Và ốp trần 400 bên mình là ốp trần 400 cải tiến. Đó, cái tấm pin đó là 3.6 x 6.2. Còn cái đèn á, là đường kính là 3.6 và coi 6 xeo pin 32650 ha. Cũng như anh em biết rồi, cái ốp trần này là cái ốp trần mà cái này có cái tấm pin không, không có đem cái đèn ở đây nha. Nãy quên, không sao, cái này ốp trần anh em coi kênh là anh em thuộc rồi. Biết rõ rồi ha. Thì cái ốp trần này là cái ốp trần mình bán rất là chạy luôn, trong một tháng bán mấy trăm cái luôn á. Đấy nhưng mà hôm qua nay có hai anh với chú gọi mình hỏi cái vấn đề kích thước tấm pin, mình nói đúng kích thước xong rồi hai chú không mua, hai chú chê tấm pin nhỏ quá. Chú kiếm cái ốp trần nào mà tấm pin 7 tấc mấy,
Thì mình cũng không có nghĩ là trên trên thị trường sẽ có cái ốp trần mà cái tấm pin 7 tấc máy đâu anh em. 7 tấc máy là dạng như gương cầu lồi hay là GD300 gì mới có. Chứ ốp trần mà tấm pin 7 tấc máy là mình cũng không thấy thị trường có đâu. Đây là ốp trần của hãng Xinyang, tụi mình đã đặt hàng cải tiến rồi nè. Nó nâng cấp tấm pin lên bự cỡ này là cũng rất là lớn rồi, cái đèn cũng lớn luôn, pin 6 cell là cũng lớn luôn. Mà nó nè, 3 tấc 6 nhân 6 tấc 2, nãy mình đo kỹ rồi mình ghi ở đây nè. Ha, cái tấm pin của mình là 6 tấc 2 nha. Anh em nào vừa lòng thì mua. Chứ mình không có cái ốp trần pin 7 tấc máy. Đó, mình nói thẳng như thế. Đấy, mình tư vấn cho mọi người xong rồi mọi người không mua, mọi người chê tấm pin nhỏ mình cũng hơi buồn chứ. Nhưng mà mình báo cáo với anh em cái ốp trần 400 này người ta xài, người ta rất là thích luôn, mà mình bán doanh số rất là nhiều. Ha, bán rất là nhiều luôn, mọi người an tâm. Cái tấm pin 6 tấc 2, 3 tấc 6 này, tấm pin này nằm khoảng từ 35 tới 40W. Không có nhỏ đâu mọi người ha. Rồi bây giờ sơ lược lại về những cái đơn nè. Bây giờ em có con kích ký 6 hệ 12V nè, luôn phí vận chuyển là 930, em gửi cho anh Lộc ở Cái Răng Cần Thơ. Đó, con kích đó còn nằm trên bàn đó. Chưa gói xong nữa. Nhưng mà gói xong thì nó sẽ có hình dạng như thế nào? Có hình dạng như cái cục này nè, mà nhỏ hơn chút ha. Đó, nhỏ hơn một chút. Rồi, cảm ơn anh Lộc rất nhiều, em mới thử em để chung đẳng đằng ăn cái bàn đó ha. Thử xong hết rồi, lát quấn mũ lại thôi. Rồi tiếp theo nữa, gió này khó quá nè. Lại cầm giùm em. Gió không có mấy cái tờ này là gió là không có được nè. Cầm mấy cái tờ này giùm ơi. Rồi tiếp theo là con sạc Suơ nè, giá 200 ngàn, phí ship 30 là 230 nè. Gửi anh Bình ở Khánh An, An Phú, An Giang. Đây con sạc Suơ nhỏ nhỏ nằm nó trắng dưới đó. Mình thử rồi hết nha, hàng này là mình gửi đi là mình thử hết luôn á. Đó. Đó, và gói rồi là đã thử rồi mới gói đó. Rồi, tiếp theo nè. Tiếp theo gửi cho anh Sang ở Mương Đào, Vân Khánh Đông, An Minh, Kiên Giang, anh Sang mối nè. Anh Sang mối lấy cái 4.0 ha, đó 4.0 gói rồi để anh bạn. Đó. Và anh Sang mới đặt hàng sáng này thôi, nhưng mà mình tranh thủ mình gói trước cho anh Sang tại vì ảnh nói là cái này ảnh gửi cho khách của ảnh mà nó cũng hơi gấp gáp ha. Cho nên là mình ráng mình đang công tác ở trường, mình công tác xong chạy về gói liền, gói nhanh gọn lẹ nha. Rồi tiếp theo nữa là anh Lộc nè. Cũng là một con kích ký 6 hệ 12V giống như anh ấy nãy. Ủa, cái anh này nãy đọc rồi chứ. Anh Lộc này đọc rồi. Cái kích nằm trên bàn MBBT 45A nè của Mạnh Quân ha, gửi cho anh Toàn ở Khánh Bình, Tân Nguyên, Bình Dương. Thì cái MBBT 45A em mới nhận hồi sáng nay luôn nè. Bưu tá nó mới đưa gửi cho em chưa trả tiền nữa. Đó thì em được một đống này nè anh em, cái thùng này nè. Anh Mạnh Quân mới gửi vô, anh gửi hai thùng vậy nè. Đó thì đây là MBBT 45A này nè, em thử rồi nha. 45A này mà lần này nó có wifi nha. Lần này hỏng 1.3 triệu bao ship phải không? Giờ lần 1.4 triệu bao ship. Có wifi nha mọi người ha. Trang bị thêm wifi đó, cái này là hàng mới đặt của anh Mạnh Quân. Ảnh bảo hành cái này 1 năm á nha anh em. Sau 1 năm hết bảo hành rồi ảnh vẫn hỗ trợ sửa chữa bình thường. Sửa chữa thay cái linh kiện gì thì ảnh thu tiền linh kiện đó. Còn bảo hành là bảo hành 1 năm nha, ảnh thông báo với mình rõ như thế. Cái này có wifi nha. Và mới về thôi, cũng chưa quay quảng cáo là hàng về rồi cũng chưa có trả tiền shipper nữa. Mà có hai anh đặt rồi nè, anh thứ nhất nãy đọc chưa? Anh Toàn ở Tân Nguyên Bình Dương nè, Khánh Bình Tân Nguyên Bình Dương. Với chú nữa là chú Hà Thanh Phương, chú này mua mối nè. Ở Phan Đình Giót, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một Bình Dương luôn, hai người ở Bình Dương luôn. Đây này của chú Phương nè. Đây, một cái MBT 45B nè, hai cái ha. Đó, hàng mới về chưa có quay quảng cáo, chưa có trả tiền shipper là hàng về luôn mà. Mà đã có bán được rồi anh em. Chiều nay mình sẽ giới thiệu lại cái MBBT này ha. Có wifi nha mọi người ha. Chúng ta có thể theo dõi sản lượng ở trên điện thoại đó. Đáp ứng một số nhu cầu của các anh em. Rồi một tấm pin 200W cộng với phụ kiện như kẹp bìa, kẹp giữa đâu nè. MC4 1/4 rồi gửi cho Kim Đan ở An Nhơn, thành phố Bến Tre. Cái này Kim Đan này cũng mối luôn nè. Đó. Này gửi cho Kim Đan nhưng mà mẹ Kim Đan mua. Thì tấm pin 200W thì mọi người biết rồi đó, nó giống vậy nè. Đó, phụ kiện thì mình sẽ dán ở mé hông của tấm pin ha. Rồi tiếp theo nữa là tấm pin cũng 200W nữa ha. Tấm pin 200W gói giống vậy nữa, gửi cho anh Thắng ở Linh Xuân, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nè. Rồi tiếp theo nè, một cái ốp trần 400 ha, gửi cho Mỹ Khánh ở Chánh Lộc 3, Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đây là ốp trần 400 nè, giá 1.1 triệu cộng phí ship là 60 ngàn nha. Đây cái thùng nè ha. Đó, ốp trần 400. Rồi tiếp theo nè, một tấm pin 200W nữa ha, gửi cho anh Thanh ở phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, tấm pin thì như anh em biết rồi đó, đó mình gói vậy đó, bao nhiêu tấm thì mình cũng gói vậy. Đó, thì luôn phí ship là 1.660 nha.
Rồi tiếp theo là một tấm pin 200W đây là gửi cho anh Lê Long Hồ ở khu phố 2 thị trấn Ba Tri Bến Tre nè. Đó, rồi một cái kích 2600 ở kích lớn hả? Kích 2600 nè, giá 1.800.000 bao ship hệ 12V nè. Đấy, mình gửi cho anh Sơn ở dòng riền Kiên Giang, anh Sơn mối nè. Sơn này là Sơn mối luôn. Sơn này mua mình rất là nhiều lần đây đây. Con kích này to lắm nha mọi người ha. Con kích 2600 của bên em nè, hệ 12 cũng có, hệ 24 cũng có nữa. Em có hết hai loại đó. À, hôm nay em bán được cũng được mấy con á. Anh em cũng thích cái này là tại vì nó chạy trâu bò lắm nha anh em. Ta xài 1.500 trở lại thôi là nó xài rất là bền bỉ trâu bò và nó xài êm lắm. Ha, không có lỗi vặt đâu, êm lắm. À, nhưng mà được cái là hàng Trung Quốc cho nên là chúng ta đừng có xài đúng 2600, người ta xài 1.500 trở lại thôi. Phải nói rõ như thế nha. Rồi rồi bây giờ tiếp theo nè. À, một con kích nữa ha, kích ký 6 hệ 12 nè. Với lại sua rồi dây gì tùm lum, phụ kiện gì tùm lum nè. À, đây nè. Đây đây. Cái cục này ha, cục này cũng to. To là tại vì có sua, có kích đồ tùm lum đó. Thôi mình gói đó ha. Nó rất là mềm, quấn mốt đồ cũng kỹ. Gửi cho anh Thắng ở Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Thắng này mua hàng mình rồi nè. À mua chưa ta? À chưa chưa chưa. Ảnh mua cái này, anh về anh ráp cho một cái hệ ở trên Đà Lạt anh em, anh có giường ở Đà Lạt, lát có tấm pin của anh. Rồi một tấm 200W cộng với sua gửi cho anh Long nè, anh Long ở Hưng Chiến, thị xã Bình Long, Bình Phước. Đó thì đây. Tấm 200W có dán con sua kế bên nè ha. Sua sạc có 200.000 à mọi người. Rồi hai tấm pin Mỹ cộng với hai con sua gửi cho chị Phụng nè. Hưng Điền B, Tân Hưng, Long An, chị Phụng mối. Không phải mối mà bạn nha anh em. Bạn nha, chị Phụng quen mình khi mà đó lắp quà lưới này kia đó. Hồi đó chị là nhà phân phối cho mình hàng hóa cho mình đi làm, còn bây giờ mình là người phân phối lại ngược cho chị. Đó, chị giờ về quê mở cửa hàng lớn bán đồ điện tử và mình phân phối ngược lại. Ha, bán qua bán lại. Lâu lâu năm nó có bạn hàng dễ bán anh em. Rồi hai tấm pin Mỹ nè mà đã cọc 200.000 rồi nữa. Gửi cho anh Út ở An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang. Ở anh Út lấy 4 tấm chứ không phải 2 nữa. Mà anh cọc 200.000, cọc có niềm tin đó mọi người. Nhiều người người ta mua mà người ta không cọc, người ta sợ mình không giao hàng, anh em hiểu không? Có nghĩa là không cọc có sợ mình quên, cho nên anh cố tình cọc 200.000 đặng cho mình cảm thấy ấn tượng, đặng giao hàng cho ảnh. Đó. Đó, cọc đối với mình thì 200.000 thì cọc vậy thì không phải là nhiều, nhưng mà nó được cái á là khi chúng ta nhận cái tiền cọc đó rồi á, là chúng ta rất là an tâm để gói hàng, anh em hiểu không? Đó, người ta biết là cái anh đó ảnh có cái lòng để anh mua hàng thiệt, và anh có rất là có cái ý chí mua hàng, cho nên là mình gói cũng rất là sảng khoái đó mọi người ha. Cọc không có cần nhiều, 100-200 ngàn vậy cũng là hai bên cảm thấy rất là an tâm. Rồi anh Hòa ở Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre nè, cũng hai tấm pin Mỹ ha. Hình như anh Hòa cũng lấy 4 tấm là đây cầm này các em, 4 tấm pin Mỹ hay sao cũng nhiều lắm đó. Đây anh Hòa ở Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre ha. Rồi tiếp theo là một cái GD80. GD80 là 6128 đó, giá 600.000 bao ship nè, gửi cho anh Đồng ở Bình Lộc, Diên Khánh, Khánh Hòa nè, GD80 nè. Ở khắp Việt Nam mà ai bán GD80 này rẻ hơn mình là mình anh em nào mà phát hiện có ai bán rẻ hơn mình thì cứ chụp hình gửi qua cho mình nhau. Ảnh bán 550, mình sẽ bán lại 550, ảnh bán 500 mình bán 500 luôn. Đó, nói chung là mình đảm bảo là 600.000 bao ship này là rẻ nhất Việt Nam mà. Đó. GD80 nha, 6128. Có một vài cái đèn, một vài cái mặt hàng mình bán không quan tâm lời đâu nè. Mà mình bán để cho có bán thôi, bán kèm á, bán kèm ví dụ như bán cái đèn này, quề cái đèn này nhưng mà lời được cái đèn khác. Đó, tạo ra được cái tiếng vang cho mọi người quan tâm. Đó, không có lời lớn cái đó đâu anh em. Rồi anh Hòa nãy nè, anh Hòa lấy 4 tấm pin Mỹ nè ha. Đấy. Tiếp theo là hai tấm pin 200W như nãy mình nói đó, gửi cho chú Hoàng Trung Duyên ở Phúc Thọ, Hà Nội. Hai tấm này đi xa mà gói hơi lỏng lẻo nè, nó hơi lòi pin ra hơi nhiều đó, thì quấn là nữa đó. Cầm rồi những cái đèn 370.000 nè. Thứ nhất là gửi chị Ngọc ở phường 15 quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, gửi cho anh Minh Hải ở Phú Túc, Định Quán, Đồng Nai, gửi cho anh Phú Quỳnh, Quỳnh Phú ở huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận nè. Anh này mình bao xíu là mình lỗ à, nhưng mà lỡ hứa nè. Với lại anh này anh mối mình, anh Minh Thành ở thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định nè, là 4 người lấy 4 cái đèn 370.000. Đây nè anh em, đèn 370.000 nè. Đó, đèn mà vàng vàng cam cam mà của hãng MK mà sách tay đó, nó là lạ đó mọi người. Đèn có thể làm cục sạc cho điện thoại được á. Đây nè, 4 cái đèn nè ha, gói thành 4 cục.
mốt rồi mình cũng bao dây đàng hoàng rồi nha. Anh em đam mê thì liên hệ nha, 370 ngàn mà bao ship nữa đó. Đó, vậy là mình bán cho anh em cái đèn đó chừng 340 gì không, lời chừng ly hay ba ly cà phê gì đó, chuyện đó không thành vấn đề mọi người, quan trọng là bán được cho mọi người là vui rồi ha, có bán là có vui, chứ còn mà lời lớn thì đôi khi những cái mặt hàng nhỏ mình bán không có quan tâm cái lời đâu. Đó thì bữa nay chúng ta có thể là đếm này, 4 nè ha, 5 6 nè, 7 8 nè, 9 10 11. Không, 11 với 1, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 cục ha. Đó, cũng hai mấy cục. Hai mấy cục là đạt yêu cầu nha mọi người. Đây cái con kích nãy nói có sách mách có trứng nè. Kích mà mới có thử chưa kịp gói nè. Nàng kích ký 6 hệ 12 nè anh em, gửi cho anh gì nãy đó. Giờ gói đi, cắt mốt gói này đi. Đó thì thôi mình quay video tới đây kết thúc ha. Xin chào mọi người nha. Hẹn gặp anh em ở những mặt hàng lần sau. Hy vọng là giờ tới chiều anh em sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa nha. Thì tối nay mình có cơ hội gói hâm mấy đơn vậy nữa nha mọi người. Nè, pin rất là nhiều luôn. Mà đặc biệt bữa nay pin 200W nhiều. Pin Mỹ thì cũng là 14 tấm pin Mỹ cũng nhiều nữa. 14 tấm mà gói được có 10 tấm. Còn 4 tấm kia tối nay gói. Đấy, thật tình như thế ha. Có anh kia anh đặt 4 tấm mà hết kịp à. Đấy. Thôi mình xin chào mọi người, hẹn gặp anh em ở những mặt hàng lần sau. Đó, đèn phơi vậy đó mọi người, 2 3 tiếng đồng hồ ha. Nó đủ điện rồi cái bắt đầu gói gửi cho mọi người thôi. Đặc biệt là cái ông lưu carbon hay lắm nha. Nhà máy không có bơm miếng điện nào vô hết anh em. Không có một miếng điện luôn. Đó. Người ta phải vậy đó, nó mới có điện. Hỏi nó tại sao không bơm thì giải thích là tại vì để pin trắng sẽ bền hơn. Đó. Thì giải thích vậy đúng rồi, đâu có gì đâu nữa cãi ha. Thôi xin chào, hẹn gặp mọi người ở những mặt hàng lần sau.